đâu có con đâu. Ủa, con đây. Rồi bán cho ba một phần nho, củ cải với lại pizza đi. Ok. Rồi nho đâu nè? Ok, nho đâu nè? Để dĩa đây. Quả nho đâu? Cái này là gì? Cái này là pizza nè. À pizza nè, rồi nho của ba đâu? Ba mua nho nữa mà. Rồi ba mua củ cải nữa, để vô dĩa nè. Rồi củ cải của ba đâu? Củ cải của ba đâu? Đây nè. Rồi để củ cải vô. Rồi ăn một phần nho nè. Nho nè, màu tím nè. Rồi củ cải nè. Và pizza. Ngon quá, hấp dẫn quá. Chủ quán này là chủ quán vui vẻ nè. Rồi bây giờ ăn xong bây giờ ăn một phần xài dưa hấu và dâu tây đi. Xài đâu? Dĩa nè. Xài đâu? Để vô. Để muối. Rồi đúng rồi đó, xài là phải ăn có muối nha. Ok, để muối vô trong dĩa đi. Rồi dâu tây đâu? Dâu tây đâu? Rồi để vô tay vô. Quá nặng. Để vô tay vô. Rồi. Để muối. Vô tay để muối luôn phải không? Vô tay có để sữa không? Vô tay có để sữa được không? Để sữa được không? Rồi để sữa vô. Rồi một phần với lại dưa hấu nữa. Rồi để dưa hấu vô. Xin mời quý khách. Để dưa hấu vô. Để dưa hấu vô bán cho ba nè. Để vô. Để vô đây. Rồi một phần bao gồm ha, ba quả là dưa hấu nè, xoài nè và dâu tây. Rồi bây giờ chủ quán còn có những món gì với món gì. Rồi bây giờ nãy mình ăn tới gì rồi, một phần gì rồi, gì với gì rồi. Đâu xoài nè, nãy mình có một phần xoài nè. Rồi nho nè với lại chuối nè. Rồi bây giờ là chủ quán còn gì bán cho tôi ăn nữa không? Còn gì nữa không? Không có gì. Rồi bây giờ chắc trái cây lên xe đạp chở đi bán phải không? Dạ. Đâu xe đạp, đâu xe đạp con đâu? Xe đạp của con đây. Xe đạp của con đâu? Xe đạp đây. Đây. Chở lên. Rồi chở thêm gì nữa? Hiện giờ con có gì với gì trên xe đạp của con rồi? Có gì với gì rồi? Này là cái gì? Xài đúng không? Đúng. Còn này? Con này chuối. Ở này quả tím tím nè. Nho. Nho. Rồi gì nữa? Ừ, quả đỏ đỏ này là quả gì? Quả đỏ đỏ là quả táo. Rồi quả táo bây giờ chở đi bán đi. Chở trái cây đi bán nè. Leo lên. Rồi bây giờ là Bảo Ngọc chở trái cây đi bán nha. Rồi Bảo Ngọc chạy đi. Chạy đi bán rồi. Giao lên. Ai mua trái cây không? Ai mua trái cây không? Rồi đảo vô. Quay vô. Đi ra ngoài hè bán rồi. Đi ra xe bếp. Bây giờ đi ra xe bếp nha. Dòng lại. Dòng lại. Con muốn cầm cái này. Rồi bây giờ chạy đi. Chạy đi bán đi. Lụm lên. Bị gớt rồi hả? Chưa có bán. Chưa có bán mà bị gớt rồi, dập hết rồi ai đâu còn mua. Chắc lên. Rồi chạy đi bán đi. Nè ở đây mình có trái gì nhiều quá nè. Ồ có nhiều trái cây quá. Có bự nè. Có trái ổi, có dưa hấu nữa nè, có chuối nữa nè, có lựu nữa nè. Rồi bán được chưa? Chạy đi. Chạy đi bán đi. Gào lên coi, ai mua trái cây không? Có ai mua trái cây Bảo Ngọc không? Bảo Ngọc bán trái cây nha. Rồi trái cây. Trái cây ghé lại tôi mua trái cây coi. Được thôi. Ở cái cô bán, được thôi. Được thôi, bây giờ được thôi thì ghé lại. Bây giờ cái cô bán trái cây ghé lại tôi mua trái cây coi. Bán cho tôi. Được rồi. Rồi, trên xe có trái cây gì với lại trái cây gì đây? Không có chi. Không có chi.
Rồi bây giờ trên cây có trái gì với trái gì bán cho tôi coi. Bán 1 ký nho coi. Bán tôi 1 ký nho coi. Nho này nho gì đây? Không có ký. Rồi bán 1 ký nho. Đâu? Ký nho đâu? Ký nho. Rồi 1 ký chuối. Chuối. Rồi 1 ký xài nữa đi. Còn gì nữa không? Bao hết xe luôn. 1 ký táo. Rồi bây giờ đi về nhà lấy trái cây thêm bán cho tôi ăn nữa đi ông ơi. Ở nhà còn trái cây gì nữa? Trái gì nữa? Để lên đây. Để lên đây mới thấy được, mới mua được. Để lên xe. À, bây giờ cắt cái dĩa này đi. Bây giờ là có dưa hấu nè. Rồi có trái cam nè. Còn trái gì nữa không? Dâu tây đâu? Bán dâu tây tôi coi, dĩ dời củ cải. Dâu tây. Dâu tây với củ cải lụm vô. Dâu tây, củ cải với lại gì nữa? Còn pizza nữa, chút xíu đi hả, mua pizza nha. Dạ. Để tiền. Rồi, để ở đây nè, để anh xe nha. Nho là mua rồi nè. Dưa hấu là chưa mua nè. Với lại dâu tây là chưa mua, với cam chưa mua nè. Bây giờ bán cho ba thêm 2 ký cam. Trả tiền. Bán cho ba thêm 2 ký cam. 2 ký cam đâu? Trái cam đâu? Trái cam. Trái cam con đâu? Trái cam trên xe nè. Xe con nè. Trái cam nè. Rồi bán cho 2 ký cam nha. 2 ký cam. Rồi 1 ký dâu tây. Với lại 5 ký dưa hấu đi. Dạ. Bán 5 ký dưa hấu đi vậy. Không có chi. Bây giờ bán dưa hấu, bán từ 5 ký dưa hấu đi qua. Dưa hấu đây nè. Bán 5 ký dưa hấu đây. 5 ký dưa hấu trên xe nè. 5 ký dưa hấu bỏ vô đây. Nãy giờ mua nhiều quá nghe, nhiều quá coi chừng ăn không hết nha. Bây giờ chủ quán còn trái cây gì nữa, còn củ cải kìa ông ơi. Bán cho tôi thêm 2 ký củ cải ra về nhà làm kim chi ăn coi. Dạ, dạ, không có chi. Không có chi. Không có gì thì bán cho tôi đi. Nó chạy luôn rồi. Đừng có lấy nữa. Qua wow, chủ quán còn có kẹo nữa nè, có bánh nữa nè, có bán bánh không? Bán ăn bánh luôn đi, bán bánh luôn đi. Có bánh xốp nè, có bánh gì nữa, có đậu nè. Rồi có bánh gì nữa? Có kẹo cà phê nữa nè. Có bán không? Mua ủng hộ chủ quán luôn coi. Bây giờ chủ quán bán hết đồ chưa? Hết đồ phải không? Bây giờ đứng dậy chào mấy bạn. Bây giờ là xong rồi, giờ ta cũng chơi phải không? Câu giờ em lấy thôi. Nè, giờ em lấy nè. Giờ em chơi phải không? Câu giờ em câu gì với gì đâu. Nãy giờ chơi xong rồi hả? Rồi có cần ba phụ với con không? Có. Rồi nó ba phụ với con coi. Rồi đổ vô. Còn mấy nãy ngoài là gì nữa vậy? Để ba phụ tiếp con nha. Nè, cá nè, búa nữa nè, pizza nè, rồi gì nữa, cần câu nè, dĩa nè, bộ bàn ghế nha, bộ bàn ghế. Rồi để cho con nè, hết chưa? Còn nửa miếng xài nữa nè. Còn gì nữa? Pizza nè. Chưa? Rồi đồ chơi để đâu? Để con đây có chỗ coi. Okay.